Chào mừng các con đã đến với tiết học tập đọc lớp 3. Để tiết học đạt hiệu quả, các con cần chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, vở viết ghi bài. Chú ý lắng nghe cô hướng dẫn học và thực hiện các nhiệm vụ học tập. Cô nghĩ rằng các con đã sẵn sàng rồi. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài học mới. Các con hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Trong tranh có những ai? Quan sát bức tranh ta thấy, trong tranh có ba người. Một thanh niên ngồi trên bàn, nét mặt rất nghiêm nghị. Còn hai người đàn ông khác thì đang tranh cãi với nhau điều gì đó. Trong họ rất căng thẳng. Họ là ai? Sửa họ đã xảy ra chuyện gì? Để biết được điều này, cô mời các con cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Bài Mồ Côi Sử Kiện Truyện Cổ Tích Nùng Sách giáo khoa trang 139-140. Cô mời các con ghi tựa bài vào vở. Sau tiết học này, các con sẽ đạt được những mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, biết đọc đúng, ngắt nghĩ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, sửa các cụm từ. Mục tiêu thứ hai, Hiểu các từ ngữ trong bài, hiểu nội dung bài thông qua việc trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Mục tiêu thứ ba, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. Để đạt được những mục tiêu này, cũng như các tiết học trước, các con phải hoàn thành ba hoạt động. Hoạt động 1. Luyện đọc Hoạt động 2. Tìm hiểu bài Hoạt động 3. Luyện đọc lại Cô mời các con bước sang hoạt động 1, luyện đọc. Với bài này, các con đọc với giọng như sau. Đọc diễn cảm toàn bài, chú ý đọc phân biệt lời các nhân vật. Giọng người dẫn chuyện, khách quan. Giọng chủ quán, vu vạ, thiếu thật thà. Giọng bác nông dân, phân trần, thật thà khi kể lại sự việc. Ngạc nhiên, dậy nảy lên khi nghe lời phán của mồ côi đòi bác phải trả tiền cho chủ quán. Giọng màu côi, nhẹ nhàng, thản nhiên khi hỏi han chủ quán và bác nông dân. Nghiêm nghị khi yêu cầu bác nông dân phải sóc bạc, chủ quán phải chăm chú nghe. Lời phán cuối cùng rất oai, xấu một nụ cười hớm hỉnh. Các con hãy mở sách giáo khoa, lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm theo cô. Mồ côi xử kiện ngày xưa ở một vùng quê nọ có chàng mồ côi được dân tin cậy sao cho việc xử kiện một hôm có người chủ quán đưa một bác nông dân đến công đường chủ quán thưa bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm lợn quay gà luộc vịt rán mà không trả tiền nhờ ngài xét cho mồ côi hỏi bác nông dân bác trả lời tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nấm tôi không mua gì cả mồ côi bảo nhưng bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không bác nông dân đáp thưa có mồ côi nói thế thì bác phải bồi thường chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu thưa ngài hai mươi đồng bác hãy đưa hai mươi đồng đây tôi phân xử cho nghe nói bác nông dân giãy nảy tôi có đụng chạm gì đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền bác cứ đưa tiền đây bác nông dân ấm ức nhưng tôi chỉ có hai đồng cũng được mồ côi vừa nói vừa thản nhiên cầm lấy hai đồng bạc bỏ vào một cái bát rồi úp một cái bát khác lên, đưa cho bác nông dân, nói Bác hãy sóc lên cho đủ 10 lần, còn ông chủ quán, ông hãy chịu khó mà nghe. Hai người tuy chưa hiểu gì, nhưng cũng cứ làm theo. Khi đồng bạc trong bát úp, đá kêu lạch cạch đến lần thứ 10, mồ côi phán. Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc, thế là công bằng. Nói xong, mồ côi trả hai đồng bạc cho bác nông dân, rồi tuyên bố kết thúc phiên xử, truyện cổ tích nùng. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng nhau chia đoạn các con nhé. Theo các con, bài đọc được chia làm mấy đoạn, đó là những đoạn nào? À, bài đọc được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ ngày xưa đến nhờ ngài xét cho. Đoạn 2, từ mồ côi hỏi bác nông dân đến bác cứ đưa tiền đây. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Trong bài đọc có một số từ ngữ phát âm khó, khi đọc các con cần lưu ý cô gợi ý một số từ ngữ khó phát âm như Vịt rán cơm nấm hít hương thơm Sẩy nảy lạch cạch phiên sử Các con cùng cô luyện đọc các từ ngữ này nhé. Vịt rán Tiếng Việt các con chú ý âm vờ, vần ít, Việt. Tiếng rán các con chú ý vần an, rán, Việt, rán. Cơm nấm Tiếng cơm các con chú ý vần ôm, tiếng nấm các con chú ý vần âm, cơm nắm. Hít hương thơm, Tiếng hít các con chú ý vần ít. Tiếng thơm các con chú ý vần ôm. Hít, hương, thơm. Dãy, nảy. Tiếng dãy các con chú ý âm di, dấu ngã. Dãy, dãy, nảy. Lạch, cạch. Tiếng lạch và tiếng cạch các con đều chú ý vần ách. Lạch, cạch. Phiên, sử. Tiếng phiên các con chú ý vần in, phiên, Tiếng sử các con chú ý âm sờ, sử, phiên sử. Các con hãy đọc lại các từ ngữ này với cô nhé. Vịt rán Cơm nấm Hít hương thơm Dẫy nảy Lạch cạch Phiên sử Ngoài đọc đúng khi đọc các con cần ngắt nghỉ hơi hợp lý để giúp các con đọc ngắt nghỉ hơi hợp lý cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc câu ví dụ cô có câu sau các con hãy đọc xem khi đọc câu văn này các con sẽ ngắt nghỉ hơi như thế nào bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc xem cô đọc Ngắt nghỉ hơi có giống với các con hay không nhé? Bác này vào quán của tôi, hít hết mùi thơm lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền. Nhờ ngài xét cho. Khi đọc câu văn này, cô đã ngắt hơi sau tiếng tôi, sau những dấu phẩy, sau tiếng rán và nghỉ hơi sau dấu chấm. Cô có lời khen những bạn đọc ngắt nghỉ hơi giống với cô bây giờ các con cùng luyện đọc câu này lại với cô nhé bác này vào quán của tôi hít hết mùi thơm lợn quay gà luộc vịt rán mà không trả tiền nhờ ngài xếp cho trong bài đọc có một số từ ngữ khó hiểu bây giờ các con cùng cô tìm hiểu nghĩa của các từ khó nhé chúng ta sang giải nghĩa từ các con hãy lắng nghe ngày xưa ở một vùng quê nọ có chàng mồ côi được dân tin cậy sao cho việc xử kiện trong câu văn này các con cần hiểu nghĩa của từ mồ côi các con có biết mồ côi có nghĩa là gì không à mồ côi có nghĩa là người bị mất cha hoặc mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ khi còn bé chàng trai trong truyện bị mất cả cha lẫn mẹ nên được đặt tên là mồ côi tên này thành tên riêng của chàng nên được viết hoa một hôm có người chủ quán đưa một bác nông dân đến công đường các con có biết công đường có nghĩa là gì không công đường có nghĩa là nơi làm việc của các quan đây là hình ảnh công đường nơi các quan xử án đấy các con thế thì bác phải bồi thường trong câu này các con cần hiểu nghĩa của từ bồi thường bồi thường có nghĩa là gì các con à bồi thường có nghĩa là đền bù bằng tiền của cho người bị hại các con hãy luyện đọc các từ ngữ và lời giải nghĩa một lần nữa nhé. Các con vừa được luyện đọc, cô tin rằng các con đã đọc đúng và ngắt nghỉ hơi hợp lý. Để biết được trong câu chuyện này, mồ côi đã phân xử ai và phân xử như thế nào, cô mời các con tìm hiểu hoạt động 2. Tìm hiểu bài Trong phần tìm hiểu bài, các con sẽ trả lời một số câu hỏi. Cô mời các con trả lời câu hỏi số 1. Câu chuyện có những nhân vật nào chủ quán kiện bác nông dân về việc gì? Trong câu hỏi, chủ quán kiện bác nông dân về việc gì? Có từ kiện. Các con có biết kiện có nghĩa là gì không? À, kiện có nghĩa là yêu cầu xét xử việc người khác đã gây thiệt hại cho mình. Cô gợi ý các con hãy đọc thầm đoạn 1 để trả lời cho câu hỏi này nhé. Câu chuyện có ba nhân vật đó là chủ quán, bác nông dân và mồ côi. Chủ quán kiện bác nông dân về tội bác vào quán hít mùi thơm của lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền. Theo các con, nếu vào quán chỉ hít mùi thơm của thức ăn thì có phải trả tiền không? À, dĩ nhiên là không rồi đúng không các con? Nhưng trong câu chuyện này, tên chủ quán rất tham lam đã đòi tiền bác nông dân nên đã đi kiện. Và khi bị kiện, bác nông dân đã đưa ra những lý lẽ để bảo vệ mình. Các con hãy trả lời tiếp câu hỏi số 2. Tìm câu nêu rõ lý lẽ của bác nông dân. Các con hãy đọc thầm đoạn 2 để trả lời cho câu hỏi này nhé. Câu nêu rõ lý lẽ của bác nông dân đó là Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nấm, tôi không mua gì cả. Các con có biết cơm nấm có nghĩa là gì không? Cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh cơm nấm. Cơm được vắt lại. Ngày xưa, người nông dân khi làm đồng hoặc đi xa thường mang theo cơm nấm để ăn khi đói đấy các con. khi bị kiện, bác nông dân đã khẳng định mình không mua gì cả. Nhưng khi được hỏi bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không, thì bác trả lời như thế nào các con? À, bác đã trả lời là thưa có. Khi bác nông dân nhận có hít hương thơm của thức ăn trong quán, mồ côi đã phán thế nào? À, mồ côi đã phán, bác nông dân phải bồi thường, đưa 20 đồng để quan tòa phân xử. Thái độ của bác nông dân thế nào khi nghe lời phán xử? Thái độ của bác nông dân là bác đã dãy nảy lên và nói rằng Tôi có đụng chạm gì đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền. Đây là một vụ án thật khó phân xử, phải xử sao cho công bằng, bảo vệ bác nông dân bị oan, làm cho chủ quán bẻ mặt mà vẫn phải tâm phục khẩu phục. Bác nông dân đưa cho mồ côi hai đồng, mồ côi bỏ tiền vào cái bát và bảo bác nông dân sóc 20 lần. Các con hãy trả lời tiếp câu hỏi số 3. Tại sao mồ côi bảo bác nông dân sóc hai đồng đủ 10 lần? Các con hãy đọc đoạn 3 để trả lời nhé. Mồ côi bảo bác nông dân sắp 2 đồng đủ 10 lần. Vì sắp 2 đồng bạc, 10 lần mới đủ số tiền 20 đồng mà tên chủ quán đòi bác nông dân phải bồi thường. Sau khi bác nông dân đã sóc bạc và tên chủ quán đã lắng nghe 10 lần, mồ côi đã nói gì để kết thúc phiên tòa? À, mồ côi đã nói rằng, bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền, một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc, thế là công bằng. Mồ khôi xử trí rất tài tình, công bằng đến bất ngờ, làm cho chủ quán tham lam, không thể cãi vào đâu được. Và bác nông dân chắc là rất sung sướng, thở vào nhẹ nhõm, vì chứng minh mình là người không mua gì nên không phải bồi thường. Diễn biến câu chuyện thật thú vị phải không các con? Dựa vào diễn biến của câu chuyện, các con hãy trả lời câu hỏi số 4. Còn hãy thử đặt một tên khác cho truyện. Cô tin rằng các con đã đặt được những tên khác cho truyện. Để xem các con đặt tên cho truyện sống với cô hay không các con có thể đặt những tên như vị quan tòa thông minh, phiền sự thú vị, bẻ mặt kẻ tham lam. Cô có lời khen những bạn đã đặt được tên khác cho truyện nhé. Qua câu chuyện trên, các con thấy mồ côi là người như thế nào? Cô tin rằng các con trả lời được câu hỏi này. Qua câu chuyện trên, Ta thấy mồ côi là người thông minh, xử kiện giỏi, bảo vệ được người lương thiện. Khi trả lời câu hỏi này, các con hãy rút ra nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Nội dung của bài học ngày hôm nay đó là Ca ngợi sự thông minh của mồ côi. Các con hãy đọc lại nội dung bài cùng cô. Nội dung bài Ca ngợi sự thông minh của mồ côi. Các con hãy ghi nội dung bài vào vở nhé. Cô và các con đã hoàn thành hai hoạt động, hoạt động luyện đọc và tìm hiểu bài. Để giúp các con bước đầu biết đọc phân biệt lời của người dẫn chuyện với lời của nhân vật. Cô mời các con sang hoạt động 3. Luyện đọc lại. Bài đọc có 3 đoạn. Trong đó đoạn 2 là đoạn nói lên những lý lẽ của bác nông dân khi bị kiện, cũng như phản ứng của bác nông dân khi tên chủ quán đòi bồi thường. Câu chọn đoạn 2 để các con luyện đọc lại. Khi đọc bài, ngoài việc ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu, các con cần ngắt nghỉ hơi giữa các cụm từ sao cho câu văn được rõ nghĩa. Khi đọc đoạn này, theo các con, các con cần nhấn giọng ở những từ ngữ nào? Theo cô, khi đọc đoạn này, các con cần nhấn giọng ở những từ ngữ. Ngồi nhờ, không mua, có hít hương thơm, thưa có, 20 đồng, dãy nảy, mà phải trả tiền. Để đọc bài hay hơn, khi đọc bài các con cần đọc phân biệt lời của nhân vật. Trong đoạn này, lời của bác nông dân, các con đọc khi thật thà lúc ngạc nhiên xảy nảy lên lời mồ côi các con đọc thản nhiên nhẹ nhàng nhưng có lúc nghiêm nghị bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc mồ côi hỏi bác nông dân bác trả lời tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nấm tôi không mua gì cả mồ côi bảo nhưng bác có hít hương thơm thức ăn trong quán không Bác nông dân đáp, thưa có. Mồ côi nói, thế thì bác phải bồi thường. Chủ quán muốn bồi thường bao nhiêu? Thưa ngài, 20 đồng. Bác hãy đưa 20 đồng đây, tôi phân xử cho. Nghe nói, bác nông dân giãy nảy. Tôi có động chạm gì, đến thức ăn trong quán đâu mà phải trả tiền. Bác cứ đưa tiền đây. Cô mời các con luyện đọc lại. Các con hãy đọc lại các đoạn còn lại của bài. Cô tin rằng nếu các con thường xuyên luyện đọc, các con sẽ đọc bài rất tốt. Qua câu chuyện mồ côi sự kiện, chúng ta thấy chàng mồ côi rất thông minh, sự kiện giỏi, bảo vệ được người lương thiện, đã giúp bác nông dân lấy lại công bằng. Chàng mồ côi cũng là một nông dân, trong cuộc sống hiện thực cũng như thế. Người nông dân không chỉ sẵn sàng giúp người, cứu người, thật thà tốt bụng, họ còn rất thông minh và tài trí cô và các con đã hoàn thành nội dung của tiết học ngày hôm nay sau tiết học này các con hãy đọc lại bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa các con hãy kể lại câu chuyện mồ côi sự kiện cho người thân nghe tự đọc và tìm hiểu bài anh đơm Đớm. và luyện đọc các bài đọc đã học từ tuần 10 đến tuần 17 để tiết sau chuẩn bị cho tiết ôn tập các con nhé tiết học của cô trò chúng ta đến đây là kết thúc cô chúc các con có nhiều niềm vui và đạt kết quả tốt trong năm học cô chào các con